Thưa sư con con biết người mất rồi sẽ tái sanh ngay lập tức về một cảnh giới nào đó tùy nghiệp. Nhưng gần ngày dỗ đầu của cha con rồi, con muốn hồi hướng cúng dường trả tăng cho cha và cho thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp thì con phải làm như thế nào cho đúng chánh pháp hiện con đang sống ở châu Âu. nơi không chùa chiền chứ đừng nói chi đánh có sư để cúng dường con xin sư, sư hoan nghĩ hướng dẫn cho con làm sao đúng chánh pháp Uh, để con nhờ anh con tìm đến, con có thể nhờ anh con tìm đến sự giúp không? Uh, do quý vị không có ở uh, cái nơi có chùa cụ thể là châu Âu, thì trong cái trường hợp như vậy đó, uh, quý vị có thể uh, gửi cái tình tài nhờ một người đại diện ở cái nơi mà có chùa, uh, ví dụ như ở Việt Nam hoặc lỡ miếng nếu gì có người thân mà quý vị uh, biết ha uh, quý vị liên lạc được uh, hoặc ở Thái hoặc Campuchia Lào gì đó uh, có người thân thì quý vị gửi cái tình tài và nhờ vị đó nhân danh của quý vị uh, nói nhân danh thì nó nó cao cấp đó, thôi nói. đại diện uh, đại diện cho quý vị uh, cúng dường làm một buổi làm một buổi lễ tre tăng Ờ, tuy nhiên thì nó có hai trường hợp một là trong trường hợp mà ở Việt Nam mà hết hết dịch hết dịch ha thì làm cho tăng bình thường tức là gì ờ, đến quý vị đến chùa đó, cái người đại diện đại diện cho quý vị đó đến chùa rồi uh, uh, xin uh, gặp trụ uh, trì hoặc là uh, xin số điện thoại gọi điện cho vị chủ trì đó cũng được à, xin hẹn cái ngày nào đó mà uh, có thể thu xếp được đó rồi làm một buổi lễ tre tăng thì vị chủ trì của ngôi chùa đó sẽ hướng dẫn các cái cách ví dụ như uh, bao nhiêu người rồi uh, có ăn ở chùa hay không rồi uh, sẽ tự nấu hay là ở nhà chùa nấu À, nhờ cái bếp nhà những cái vị phụ bếp ở chùa các vị đó nấu giùm à, hay là tự mình đem đồ ăn lên thì các cái thứ đó thì cái vị chủ trì họ sẽ hỏi ha, à, quý vị chỉ đơn giản là liên hệ với vị chủ trì ở cái ngôi chùa mà quý vị muốn cúng dường kẻ tăng là được và sau khi mà cúng dường đó thì à, quý vị hồi hướng cái công đức đó đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng à, cái chuyện đó nó tương đối đơn giản còn trong trường hợp trong trường hợp uh, mà um, vẫn còn dịch bệnh đó, mà chưa thể uh, tổ chức gia tăng tức là chùa vẫn chưa có mở cửa thì uh, quý vị vẫn có thể đại diện đại diện uh, nhờ ai đó đại diện đó rồi cúng dường đến uh, Chư Tăng uh, làm một buổi lễ trại Tăng nhưng mà quý vị sẽ không có mặt và uh, cư sĩ uh, người nhà quý vị cũng không có mặt nhưng mà quý vị có gửi cúng dường thì như vậy đó quý vị cũng có công đức uh, cũng có phước và có thể hồi hướng nó chỉ có cái là mình không có tự tay làm được thì nó thiếu nó thiếu cái cái phước là tự tay làm tự tay mà dân À, thì nó nó hơi thiếu trọn vẹn thôi ừ, nhưng mà vẫn được